Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh báo thể thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Mbappe có thể tới MU theo dạng tự do. MU cho Đốc môn mượn thành công Jadon Sancho. Cập nhật mới nhất tương lai của Mason Greenwood và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Mbappe có thể tới MU theo dạng tự do. Cụ thể theo tờ 90 min, Mbappe đã cam kết rằng chủ tịch của PSG sẽ là người đầu tiên được anh thông báo khi quyết định tương lai của mình ở đầu mùa tới. Trước đó, đích thân người đứng đầu PSG cũng hé nộ bản thân có một thỏa thuận quý ông với Mbappe. Ông cũng khẳng định sự tin tưởng và kêu gọi siêu sao người Pháp hãy ở lại sân công viên các hoàng tử. Mbappe hiện đã ở 6 tháng cuối của hợp đồng với PSG và giờ anh có thể tự do đàm phán với bất kỳ câu lạc bộ nào bên ngoài một cách hợp pháp. Trước đó, Real Madrid luôn được nhắm đến như điểm đến hàng đầu hay biến đổi mơ ước của siêu sao người Pháp. Giờ đây có thông tin cho rằng Kylian Mbappe đã đồng ý gia nhập Real Madrid theo dạng tự do vào đầu mùa hè. Mặc dù vậy, đại diện của ngôi sao người Pháp đã nhanh chóng đưa ra tuyên bố phủ nhận rằng anh chưa quyết định bước đi tiếp theo. Trong khi đó, một số nguồn tin khác từ châu Âu tiết lộ mà U và Niver được coi là đối thủ chính của Real Madrid ở cuộc đua giành chữ ký của Mbappe. Trong khi PSG vẫn hy vọng thuyết phục được tiền đạo người Pháp này ở lại sân công viên có hoàng tử. Hiện tại chưa có khả năng nào là chắc chắn khi nói về tương lai của Mbappe ở mùa sau. Cầu thủ này hiện chỉ đang muốn tập trung thi đấu cho PSG, nơi anh đã ghi 25 bàn sau 25 trận đấu trên mọi đấu trường. Mbappe đặt quyết tâm cao giúp câu lạc bộ quê hương vô địch C1 cùng đội tuyển Pháp nên ngôi tại Euro 2024. Cập nhật tương lai của Mason Greenwood, trao đổi về tình hình của Mason Greenwood sau khi Sir Jim Ratcliffe tiếp quản MU, ký giả Ben Jacob cho biết vẫn còn quá sớm để dự đoán một động thái tiếp theo dành cho Mason Greenwood. Quan điểm của MU vào năm ngoái là Greenwood sẽ không chơi bóng cho câu lạc bộ nữa và Sir Jim Ratcliffe lẫn Ineo không được cho đã thảo luận về bất kỳ sự thay đổi nào cho đến nay. Sơ Jim Jacknip chắc chắn đã nhận biết và tôn trọng cuộc điều tra của câu lạc bộ. Đồng thời, nhiều nhân viên ở Old Trafford cũng đã bày tỏ sự lo ngại về việc kiên quay trở lại các bất chấp việc cơ quan công tố hoàng gia đã bác bỏ các cáo buộc về hành vi cố ý cưỡng hiếp, kiểm soát cưỡng bức, hành hung và gây tổn hại đến cơ thể sau khi có một nhân chứng quan trọng rút khỏi công tác điều tra. Năm ngoái, nhiều nguồn tin trước thời Sơ Jim Jacknip đã nói rõ rằng. Greenwood sẽ không thi đấu cho câu lạc bộ nữa. Để thay đổi lập trường đó sẽ đòi hỏi nhiều thứ hơn. Chỉ riêng bộ phận bóng đá sẽ không thể đưa ra quyết định. MU cho đốc muôn mượn thành công dây đền Sancho. Thời gian qua, dây đền Sancho gần như không còn tương lai tại MU. Quỷ đỏ quyết tâm thanh lý anh trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Trong bối cảnh ấy, đại diện của Bundesliga đã mở rộng vòng tay đưa cầu thủ người Anh trở lại đốc môn. Thời gian qua, đội bóng áo vàng đen tích cực đàm phán với MU về thương vụ này và mọi chuyện diễn ra khá tích cực. Đôi bên đã thống nhất sơ bộ về một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn tới cuối mùa, không kèm điều khoản mua đứt. Chưa rõ mức đáy ngộ của Sancho khi trở lại đốc môn ra sao, nhưng MU đã đồng ý hỗ trợ đại diện của Bundesliga để trả cho tiền vệ 24 tuổi 100.000 bảng mỗi tuần tiền lương. Theo nhà báo Fabrizio Romano, thương vụ đang dần hoàn tất ở những bước cuối cùng. Sancho cũng đã lên lịch bay vào Đức vào ngày mai để tiến hành kiểm tra y tế và thống nhất nốt những điều khoản cuối cùng trước khi chính thức gia nhập Dortmund. Trong quá khứ, Sancho đã có 4 năm chơi bóng cho Dortmund, anh ghi được 38 bàn thắng sau 104 lần ra sân. Ở mùa hè năm 2021, Sancho gia nhập MU với giá 85 triệu bảng. Tuy nhiên, tiền vệ số 25 thi đấu không thành công và trở thành nỗi thất vọng lớn tại Old Trafford. MU đã sai lầm khi chiêu mộ Casemiro. Mùa hè năm 2022, MU chiêu mộ tiền vệ Casemiro từ Real Madrid với giá 60 triệu euro. Đẳng cấp của cầu thủ người Brazil không phải bàn cãi sau những gì đã thể hiện ở Real Madrid. Có điều, tiền vệ sinh năm 1992 gia nhập MU khi đã bước sang tuổi 30. Thực tế, anh chưa không tệ ở mùa giải đầu tiên ở Old Trafford, số 18 đã giúp MU chấm dứt cơn khát danh hiệu với chức vô địch Carabao Cup, lọt vào top 4 ngoài hạng Anh và góp mặt ở trận chung kết FA Cup. Tuy nhiên, Casemiro không còn duy trì được phong độ khi bước sang mùa giải 2023-2024 tiền vệ người Brazil mắc không ít sai lầm trong thi đấu. Chưa dừng lại ở đó, Casemiro dính chấn thương đầu gối tương đối nặng và phải nghỉ thi đấu từ tháng 10. Cựu danh thủ Gary Neville cho rằng Casemiro chỉ là phương án ngắn hạn chứ không phải một bản hợp đồng mang tính lâu dài và MU đã sai lầm khi bỏ số tiền lớn như vậy để chiêu mộ anh. Cựu đội trưởng của Quỷ đỏ bày tỏ quan điểm: Casemiro là một ví dụ cho bản hợp đồng ngắn hạn nhưng có giá trị lớn. Bản hợp đồng này chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra nếu đội bóng có một giám đốc thể thao, người đứng đầu bộ phận tuyển trạch và ông chủ có tầm nhìn thương vụ này chắc chắn không nên xảy ra. Tương lai của Casemiro cũng đang bị đặt dấu hỏi lớn, anh đang là một trong những cầu thủ hướng nâng cao nhất đội nhưng lại không còn là chính mình. Hiện tại, tiền vệ sinh năm 1992 nhận được sự quan tâm từ các đội bóng lớn ở giải bóng đá Ả Đập nhưng anh vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Ten Hag được khuyên thúc ép Anthony thay đổi. Anthony không đóng góp được bàn thắng hay kiến tạo nào cho Man United ở mùa giải này. Cầu thủ người Brazil thường xuyên bị chỉ trích vì những màn trình diễn đang thất vọng của mình và cựu cầu thủ Luis Saha cho rằng Eric ten Hag cần phải có biện pháp để Anthony phải thay đổi. Ông nói: "Có một chút ngang bướng trong cách Anthony thi đấu khi bạn có một lối chơi dễ đoán, bạn cần phải thay đổi. Dù là Anthony, ten Hag hay phái đoàn của cậu ấy, thì tất cả mọi người đều thấy rằng cậu ấy phải thay đổi điều gì đó, nhưng Anthony không sẵn sàng thay đổi. ten Hag thì cứ tiếp tục để Anthony đá cánh phải, ten Hag thì cứ tiếp tục để Anthony đá cánh phải và cậu ấy cứ làm những điều tương tự." Tôi xin lỗi nhưng ở một thời điểm nào đó thì trách nhiệm thuộc về Erik ten Hag bởi vì điều này không bình thường. Ten Hag có thể thử để Antony chơi ở cánh trái và dùng cái chân trái của cậu ấy để tạt bóng vào giữa thủ môn và hậu vệ. Hãy xem điều gì xảy ra. Man United có một tiền đạo sẵn sàng đang vào khu vực đó. Họ sẽ có cơ hội tốt hơn so với những quả tạt yếu ớt. Thật khó để biết bao nhiêu trận đấu họ mới nhận thấy rằng công thức hiện tại với Antony không có hiệu quả. Nếu Ten Hag tiếp tục giữ Antony ở cánh phải, ông ấy cần ép Antony chỉ tập luyện bằng chân phải trong hai tuần. Điều này mang đến sự đa dạng của cậu ấy để kiểm soát bóng bằng chân phải mà không cần suy nghĩ. Cậu ấy cũng có thể tạt bóng bằng chân phải khi chân trái gặp khó. Lối chơi của Anthony cần sự đa dạng cho đến khi cậu ấy hiểu điều đó và cậu ấy sẽ gặp khó ở ngoài Anh. Cậu ấy cần phải làm những thứ không thoải mái và đó là một nghĩa vụ. Mẫu U chuyển nhượng tìm lối thoát cho Eric Ten Hag. Một mùa giải thất bại khác đang diễn ra ở Old Trafford đồng nghĩa với việc MU buộc phải tham gia thị trường chuyển nhượng tháng riêng. Cuộc khủng hoảng mà MU đang trải qua bao trùm mọi mặt trận đội đứng cuối cùng vòng bảng C1 sớm bị loại khỏi Carabao Cup giải đấu mà họ đã vô địch năm ngoái. MU chỉ còn hy vọng trên mặt trận FA Cup cũng như nỗ lực cán đích ở top 4 ngoài hạng Anh. Hiện tại MU đang đứng thứ 8 ngoài hạng Anh, kém ngôi đầu của Liverpool tới 14 điểm, trong khi khoảng cách với vị trí thứ tư là 9 điểm. Erik ten NH Hag thừa nhận muốn có những mảnh ghép mới khi thị trường chuyển nhượng mùa đông vừa mở cửa. Nhà cầm quân người Hà Lan nói về vấn đề mà đội đang đối mặt. Chúng tôi rất lạc quan khi các cầu thủ bình phục và chúng tôi gặp chút may mắn về tình trạng chấn thương. Chúng tôi sẽ có 5 hoặc 6 tân binh trong tháng riêng. Quả thực, chấn thương của một loạt cầu thủ là nguyên nhân không nhỏ khiến MU gặp khó khăn khi thi đấu. Ten Hag hy vọng Casemiro, Nintendo Martinez, Manasia, Hannibal và Mason Mount rời bệnh xá càng sớm càng tốt. Kế hoạch chia tay một số cầu thủ cũng được vạch sẵn. Đội chủ sân Old Trafford cần tránh vi phạm luật công bằng tài chính để tăng cường lực lượng. Hàng thủ là ưu tiên hàng đầu khi đây là tuyến mà MU tổn thất nhiều nhất. Không chỉ vậy, Andreonana Onana sẽ cùng Cameroon tham dự giải bóng đá châu Phi ở bờ biển Nga. Việc Sirim Gazkernip mua 25% cổ phần trong dịp Giáng sinh hiện vẫn đang chờ ngoại hạng Anh chấp thuận sẽ không mang lại cho MU ưu sức mạnh tài chính trên thị trường chuyển nhượng ở mùa đông này. Mặc dù vậy, tác động của Sirim Gazkernip và Ineos Sport là không thể không phủ nhận. Ten Hag tuyên bố họ muốn làm việc với tôi và tôi cũng muốn làm việc với họ. Hôm thứ tư vừa qua, Ten Hag chính thức có cuộc nói chuyện đầu tiên với Sirim Gazkernip về cơ cấu đội bóng trong tương lai. Ông nói: "Tôi có thể nói rằng đó là cuộc gặp rất mang tính xây dựng và chúng tôi mong muốn được làm việc cùng nhau." Trong khi đó, sơ đây Bradford, giám đốc thể thao của Ineo bắt đầu đánh giá cơ cấu thể thao tại Carrington hiện nay. Với hai cái tên chính là Patrick Stewart, giám đốc điều hành tạm thời và đặc biệt là John Mutok, giám đốc bóng đá. Bên cạnh việc nhắm đến các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, MU hứa hẹn sẽ thanh lý nhiều gương mặt. Theo Manchester Evening News, MU sẵn sàng lắng nghe đề nghị dành cho Varane, Martial, Casemiro và Sancho. Mùa hè vừa qua, hơn 10 cầu thủ phải rời Old Trafford theo những cách khác nhau, một cuộc di chuyển lớn khác có thể diễn ra trong tháng này. Trước mắt, Van der Beek đã gia nhập Phanh trong khi đó, Jay Gordon cũng bị chấm dứt hợp đồng, MU đã chi hơn 1 tỷ bảng. MU đã chi hơn 1 tỷ bảng kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu để mua cầu thủ, sau 14 trận thua, Quỷ Đỏ không có lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện những thay đổi lớn vào giữa mùa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!